Hi, mến chào các bạn nhỏ. Hôm nay chị Thùy Dương sẽ có một bức tranh một bạn hươu sao đang dạo chơi trong vườn hoa ha. Bên cạnh đó là một bạn nấm nữa. Rồi, chị Dương sẽ cùng các bạn nhỏ tô màu tranh cát cho bạn hươu sao này nhé. Các bạn ơi, chị Dương đã hoàn thành xong bức tranh bạn hươu sao đang dạo chơi trên bãi cỏ nè. Rồi, chúng ta cùng nhìn ngắm lại một lần nữa nha. Ok, bye bye các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.